Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến cả nhà mình hai cái CD của Trung Tâm Gia Định Audio vừa mới phát hành cả nhà ha. Thì những cái đĩa này trước đây đã được ghi ra bản đĩa than, đĩa nhựa cả nhà. Hiện nay thì Gia Định người ta phát hành đĩa CD ha. Và tất cả những cái đĩa của Trung Tâm Audio của Trung Tâm Gia Định Audio đều bán với giá 230.000 một đĩa nha cả nhà. Đó là giá bán lẻ của trung tâm công bố. Và đối với bên shop MD Sài Gòn, cả nhà mình chỉ cần mua 2 đĩa trở lên thì em sẽ miễn phí ship cho cả nhà mình nha. Dạ. Rồi, một cái điều nữa là tất cả những cái đĩa của Trung Tâm Gia Định Audio lẫn Trung Tâm Audio Space thì em đều có đĩa MD cả nhà ha. Em đều có đĩa MD. Cá biệt là em còn có những cái đĩa mà trung tâm chưa sản xuất, giống như cái đĩa của Bích Ngọc này ha. Đĩa này Bích Ngọc hát các cái bài của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng với Phương Phạm, với guitar Phương Phạm cả nhà ha. Dạ. Thì đĩa MD được em bán với giá chỉ có 50.000 cả nhà ha, 50.000 một đĩa. Dạ. 50.000 một đĩa. Em dùng những cái đĩa còn rất là đẹp để ghi cho cả nhà mình. Đó. Cái thứ hai nữa là hộp đầy đủ và clip cũng rõ ràng cho cả nhà mình. Với cái hộp này thì cả nhà mình sẽ bảo quản được lâu cả nhà ha, bảo quản được kỹ, tránh được bụi. Mặc dù cái đĩa MD thì nó đã rất là kín rồi. Dạ. Thì cả nhà mình cần các cái đĩa MD này thì liên hệ với em. Đĩa MD em đang bán với giá 50.000 và cả nhà mình mua 10 đĩa trở lên thì em sẽ miễn phí ship cho cả nhà mình. Đó. Còn nếu mà mua dưới 10 đĩa thì em không bao ship cả nhà ha. Và một điều nữa là cả nhà mình phải chuyển tiền thì em mới gửi hàng. Bởi vì những cái này nó không có đáng giá bao nhiêu. Và em không ship nhận hàng trả tiền cả nhà ha. Dạ. Em là người thật, việc thật cả nhà. Đó. Đĩa MD em có đủ cả nhà ha. Dạ. Giống như là một thời đã xa nè ha, lối cũ ta về, mùa xuân đầu tiên ha, hoặc là nơi ấy bình yên ha, hoặc là Nguyễn Ánh Chính cả nhà ha. Đó. Những cái đĩa của Trung Tâm Gia Định Audio cả nhà mình cần đĩa MD em có hết ha. Đối với Trung Tâm Audio Space thì trong cái chồng này có những cái CD thì em bán hết rồi, nhưng mà đĩa MD em vẫn có. Hoặc nếu cả nhà mình cần mua đĩa MD đĩa CD thì báo cho em ha, alo cho em, liên hệ với em sẽ ship cho mình. Ví dụ như Hồng Nhung Đỗ ha, Trăm Nhớ Ngàn Thương, Hồng Nhung Đỗ Vol 2, Trịnh Công Sơn nè, Hương Giang Hạnh Phúc Nơi Nào nè, Diệu Hiền Thanh Xuân nè, Hồng Hải Ca Khúc Da Vàng, Tiếng Hát Hà Vân 1-2, Tiếng Hát Hà Vân Gợi Nhớ Quê Hương ha, Nhật Thảo ha, Hải Quỳnh Nói Với Người Tình 1 và Nói Với Người Tình 2 ha, Tuấn Vũ Thúy Hà ha, Tình Khúc Song Ca cả nhà. Thì cả nhà mình cần CD hay MD thì cứ liên hệ trực tiếp giùm em. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái đĩa CD đầu tiên, đó là cái đĩa Lối Cũ Ta Về cả nhà ha. Tem của Gia Định Audio được bán, hãng bán với giá 230.000 một đĩa. Và đối với shop MD cả nhà, MD Sài Gòn, cả nhà mình mua 2 đĩa trở lên thì em sẽ miễn phí ship cả nhà ha. Cái clip của cái đĩa này gồm có là Dù Anh Đã Biết, Lân Nhã nè, Lối Cũ Ta Về, Trọng Bắc nè, Lạnh Trọn Đêm Mưa, Thanh Hà nè, Mùa Thu Cánh Nâu, Hương Giang nè, Thương Trọng Bắc, Thoát Ly, Lân Nhã, Tình Là Sợi Tơ, Hương Giang, Tôi Với Trời Bơ Vơ, Thanh Hà, Và Đời Có Anh Thật May, Thanh Hà. Nhà ha, đó là cái đĩa Lối Cũ Ta Về. Đối với cái đĩa thứ hai là cái đĩa Ngàn Thu Áo Tím ha. Trong này có Ý Lan, Quang Dũng, Thanh Long Bát và Hương Giang, cũng 230.000 một đĩa. Mua 2 đĩa trở lên thì em miễn phí ship. Mình có bài Tương Tư 4 nè ha. Tương Tư 4, ở đây ai hát đây? Thanh Long Bát hát cả nhà ha. Mộng Sầu, Hương Giang hát, Tiễn Em, Quang Dũng hát, Nghe Những Tàn Phai, Ý Lan hát. Bài số 5 là Hòa Tấu, bài số 6 Quên Đi Tình Cũ, Thanh Long Bát. Bài số 7 Ngàn Thu Áo Tím, Ý Lan. Bài số 8 Hà Nội Ngày Tháng Cũ, ca sĩ Quang Dũng. Bài số 9 Mùa Thu Cánh Nâu, Hương Giang hát. Và bài số 10 là cũng là Hòa Tấu cả nhà ha. Đó, đó là hai cái đĩa mà Trung Tâm Gia Định Audio vừa mới phát hành cả nhà. 230.000 một đĩa ha.
các cái đĩa còn lại cả nhà mình cần thì cứ liên hệ với em nơi ấy Bình Yên, Nguyễn Ánh Chính ha, hay là Một Thời Đã Xa vân vân, hoặc là Mùa Xuân Đầu Tiên ha. Gia Đình Audio thì đĩa của Gia Đình đều là 230.000 hết nha cả nhà. Rồi em lại tổng hợp lại một lần nữa các cái đĩa CD của Trung Tâm Audio Space. Cả nhà mình cần thì cứ liên hệ với em. Ngoài những cái đĩa mà em đang đọc list ở đây thì những cái đĩa mà không có trong này thì MD, như những cái đĩa MD này em đã đọc cho cả nhà mình thì em đều có đủ. Cả nhà mình cứ liên hệ với em sẽ liên hệ với trung tâm để lấy cho cả nhà mình. Ở đây là Hà Vân Vân 3 cả nhà ha. Tuyệt phẩm Hoàng Thi Thơ 150.000. Đây là album Lê Duy Mạnh saxophone cả nhà ha. Giá 350.000. Tất cả những cái đĩa này cả nhà mình cần list thì cứ liên hệ với em sẽ gửi list cho mình nha, bằng Zalo ha. Số điện thoại của em ở đầu clip cũng là số Zalo của em. Rồi, đây là đĩa Xuân Hảo 6 ha, Tình Trầm 6, 250.000 cả nhà ha. Đây là đĩa Nguyễn Tuấn Anh Vol 5 cả nhà, hồi ký không tên. Đĩa này có giá là 300.000 cả nhà ha. Đây là đĩa Nguyễn Tuấn Anh Vol 4 cả nhà ha. Anh Nhớ Tình Ta. Đĩa này có giá là 200.000. Đĩa Tuấn Anh Vol 3 Tango Dĩ Vãng 200.000. Đĩa Tuấn Anh Hương Tình Cũ 2 150.000. Đĩa Tuấn Anh Hương Tình Cũ 1 ha, 150.000. Đĩa Hana Bích Hải ha, Tình Nhạc Phai 150.000. Hana Bích Hải. Đĩa Tự Tình ca sĩ Ngọc Linh ha, 150.000 cả nhà. Dạ Khúc Cho Tình Nhân ha, Trần Tuấn Hòa 150.000 cả nhà. Lê Minh Ngọc ha, 10 năm yêu em 150.000. Lâm Minh Thảo ha, Đêm Nhớ Người Tình 150.000 cả nhà. Diệu Thúy ha, Lời Ru Gọi Người Tình 200.000 cả nhà ha. Phương Anh Vol 3 ha, Nó 150.000 cả nhà. Phương Anh này là Một Cõi Tình Phai Vol 2 ha, 150.000. Một Cõi Tình Phai Vol 1 cả nhà, 150.000. Minh Tâm Áo Xưa Dù Nhau 150.000 cả nhà. Miên ha, Khi Xanh Lô Hát, đĩa này có giá 300.000. Thì có nhiều bác thắc mắc sao đĩa có cái 150, có cái 200, có cái 300 ha. Thì theo em tìm hiểu thì bên trung tâm người ta trả lời là cái chi phí người ta đầu tư cả nhà, chi phí đầu tư cho cái việc mà làm ra cái đĩa này thì chi phí nó nhỏ hay là nó lớn tùy theo cái chi phí mà người ta sẽ tính ra giá thành cái đĩa. Thì tất cả những cái giá này ha, là do trung tâm Audio Space cũng như do trung tâm Gia Định người ta ấn định cả nhà ha. Và mình không được bán cao hơn thì là không được rồi cả nhà ha. Còn bán rẻ hơn thì tùy mỗi nơi cả nhà ha. Dạ, tùy mỗi nơi là bán rẻ hơn, giống như em á, hai đĩa em miễn phí ship cho cả nhà mình đó, nhưng mà rẻ hơn nữa thì không được nha cả nhà. Dạ rồi, đĩa tiếp là đĩa Yêu Em Giữa Đời Quên Lãng của ca sĩ Thu Sang ha, 150.000 cả nhà. Mình có Thúy Hà, ca sĩ Thúy Hà Vol 1 nè, 150.000. Thúy Hà Vol 2 ha, cũng 150.000. Thúy Hà Vol 3 150.000 cả nhà ha. Thúy Hà Vol 4. Tất cả những cái đĩa này cả nhà mình cần list thì liên hệ với em nha. Em sẽ gửi hình list cho cả nhà mình đầy đủ nha cả nhà. Dạ. Trong cái khuôn khổ cái video này nó ngắn thì em sẽ đọc giá cho cả nhà mình thôi để cả nhà mình nắm. Phương Thảo Yêu Anh Một Đời, đây là cái đĩa đôi cả nhà ha. Trong này có hai cái đĩa. Thì giá của nó là 300.000.
Phương Phương Thảo cho người tình lỡ ha, 150.000. Bích Ngọc ha, Mùa Thu Trong Mưa, đĩa này là 150.000 cả nhà. Đĩa Bích Ngọc Ru Dứt Tàn Phai, đĩa này 300.000 cả nhà ha, 300.000. Đĩa Kim Yến cả nhà, Kim Yến Một Ai Cho Tôi Tình Yêu ha, 150.000. Đĩa Kim Yến Vol 2 Đếm Giọt Sầu Rơi, 150.000. Đĩa Kim Yến Vol 3 Còn Tuổi Nào Cho Em, những ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, giá cũng 150.000. Đó, thì cả nhà mình cần bất cứ cái đĩa nào, ngoài những cái đĩa mà em CD mà em đang đọc ở đây, thì có những cái đĩa mà em đang tạm hết. Cả nhà mình cần cái đĩa nào của Trung Tâm Audio Space, hoặc những cái đĩa mà trong cái list em mà đi này, thì cứ liên hệ với em. CD mà đi của hãng ha, của hãng, hãng hàng đĩa gốc cả nhà ha, em đều có đủ cả nhà. Đĩa MD thì em cũng có đủ cho cả nhà mình. Cả nhà mình cần đĩa nào thì liên hệ với em. Rồi, em xin trân trọng cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh MD Sài Gòn. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình trong các clip sau ạ.